Xin chào các anh chị em, bà con cô bác. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về cái khu du lịch Safari ở Angel Pines 550 mẫu. Nói đến Safari thì mình nghĩ ngay đến cái sở thú. Nhưng mà cái sở thú này á, nó khác với cái sở thú thường. Sở thú này á, là nơi mà mình có thể lái xe để mà mình xem những con vật, những cái động vật, con thú hoang dã. Thường thường thì nó có gốc ở châu Phi, được thả rong trên cái đồng cỏ hoặc là trên những cái cánh rừng thưa. Khác với những cái sở thú thường thì nơi đó những con thú được giữ đó nó được nhốt trong chuồng, còn mình đó là người đi xem được tự do thong dong trên những con đường. Với Safari thì mình là người bị nhốt trong cái xe, còn thú thì nó đi trên đường. Nhưng mà không biết lý do gì mà trong cái chương trình hoạt động của khu gọi là du lịch Safari đó cho tới hôm nay, tức là ngày 12 tháng 10 năm 2022, thì những cái hoạt động liên quan tới những con thú đó không có trong chương trình. Bạn có thể dòm trên cái màn hình của mình đó, là mình đang mở cái website của Angel Pie Safari này ra, .com này ra, thì cái trên cái trang nhà có một cái thông báo chữ to bự chát là tất cả những cái thú liên quan tới những cái hoạt động liên quan tới những con thú thì hiện tại nó không có sẵn sàng để đưa vô hoạt động cho tới khi nào có thông cáo mới. Đó. Đây là cái thông báo của ngày 12 tháng 10, có thể là ngày mai là họ đưa vào chương trình hoạt động hoặc là cuối tuần này có những cái vào mùa thu đó. Cần những cái chương trình hoạt động cho những cái con thú này họ đưa vô thì mình không biết, nhưng mà tới hôm nay thì vẫn là chưa. Và dưới đây cũng có thêm những cái tin tức về cái mà bởi vì cái số lượng mà không có có mặt á, có thể là họ đã ghi danh rồi, trên online họ có ghi danh rồi nhưng mà họ lại không có tới cái chỗ cái Safari đó. Thì cái trang này họ đưa ra thông cáo là kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2022 á, thì những cái tour ATV này khi mà bạn ghi danh á thì phải trả tiền 100% luôn, trên online luôn. Mình mở vào những cái tab để mình coi những cái phục vụ của đó, của cái công viên này nó ra sao. Thì những cái phần khác á, bây giờ nó ngoài cái hoạt động những cái con thú mà làm sở thú thì nó có những cái hoạt động khác như là cái ATV, để đi xe hoặc là lái xe tăng. Nó có những cái này thì các bạn nào thích á, thì cứ vô đó mà tìm hiểu. Còn mình hôm nay mình chỉ tìm hiểu những cái gì mà liên quan tới những con thú hoang thôi. Bây giờ mình bấm vô đây. Thì trong những con thú á, nó có 4 cái hoạt động. Hai cái hoạt động này thì vẫn available, tức là vẫn có trong cái chương trình phục vụ, tức là cưỡi ngựa, con nít thì cưỡi ngựa con. Còn hai cái chương trình của Safari quan trọng á, thì nó không có, tức là lái xe để xem, họ gọi cưỡi ngựa xem hoa, còn đây mình lái xe xem thú. Thì hiện tại currently unavailable, tức là hiện tại không có phục vụ. Bên này petting zoo, tức là khi bạn tới đó bạn có thể mua những cái thức ăn họ bán sẵn á, để mà mình cho những con vật này ăn, thì mình phải cần tiếp xúc với nó mình mới cho ăn được. Thì hiện tại thì họ không có cái trong cái chương trình không có những có hoạt động như vậy. Mình trở về cái hôm thì mình đi xuống dưới này mình dòm thêm thôi, chứ cái này cũng không có quan trọng. Thì cái trang đầu tiên của hôm này á, là giới thiệu về bạn sẽ đi lái xe để thăm và để dòm ngó những cái con thú mà đa số thì từ ở châu Phi, chứ còn với lại đó ví dụ như chim đồ, chim trời, cá biển thì không có được, bởi vì cái này trên đồng cỏ không, mà những con thú mà đồng cỏ hay là những cái rừng thưa thôi. Bạn thấy ở trong này á, có cái anh chàng Lý Thanh Bình này, không biết bây giờ anh ở đâu, mình muốn tìm hiểu về anh này đây, nhưng mà không biết bây giờ anh ở đâu. Thì những cái người trong công ty, và cái tên này á, là mình sẽ nhắc về cuối cái video là về cái kênh gọi là người bí ẩn, người bí mật gì đó, để mình nói ở phần cuối video. Bây giờ mình trở lại với cái mà khu du lịch này. Cái khu du lịch này được hình thành khi sau khi mà cái công ty của Fed mua cái miếng đất 550 mẫu
Trước khi mua cái miếng đất 550 mẫu đó thì Lân Trường cùng Phát và Nhi Lê thì kêu gọi cái đầu tư EB5, tức Employment, B là B năm, tức là cái diện lao động mà cái 1 năm á, diện lao động đó là cái diện đầu tư. Thì họ liên tục kêu gọi đầu tư để xây dựng 1.500 căn nhà. Nhưng mà các bạn thấy đó, cho tới hôm nay ngày 12 tháng 10, mình vẫn chưa thấy họ xúc tiến gì về cái dự án xây dựng này cả. Tự nhiên lại nhớ tới câu thơ của ông Trần Dần: "Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà." À, những câu thơ tiếp á, bạn nào biết thì các bạn biết là ý mình muốn nói cái gì. Còn đây á, thì mình chỉ dùng cái nghĩa đen của nó. Tức là không có thấy phố, không có thấy nhà, chỉ thấy những con bò, những con trâu, những con ngựa. Nhưng mà những cái con đó lại không nằm trong cái chương trình phục vụ của miếng đất 550 mẫu này. Cái miếng đất này á, nó được mua vào tháng 2. Tới tháng 4 á, thì Vương Phạm đã chuyển toàn bộ cái số thú nuôi từ 1230 Lâm Road đó đi về cái miếng đất 550 mẫu này để mà chuẩn bị mở sở thú. Vương Phạm có làm một cái clip về đó, mình cũng có một cái hình để lát mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Cái hình đó khi mà họ dọn tháng 4 họ dọn về cái farm mới này. Tháng 2 mùa, tháng 4 dọn thú về, tháng 6 thì họ đã thế chấp cái công ty đã thế chấp cái miếng đất này dưới hai cái tên là Fastboy Investment and iBuy Beauty để mượn ra là 7 triệu 6 đồng. Mình á, bản thân mình á thì cũng như tất cả các bạn thôi. Chỉ có những cái người đầu tư hoặc là những người mà nội bộ của họ họ mới biết là cái số tiền thật sự mà cái công ty Fastboy Investment này họ nhận được là bao nhiêu từ các nhà đầu tư. Mình biết miếng đất á thì khoảng là 9 triệu 6. Họ đã thế chấp ra được 7 triệu 6. Thì cái số tiền đó họ dùng để tạo cho công ăn việc làm cho người Mỹ. Theo đúng để nhận cái thị thực EB-5 á thì họ phải tạo ra mỗi cái EB-5 á thì họ phải tạo ra được 10 việc làm cho người Mỹ, chứ không phải là cho những người ở Việt Nam hoặc là cho những người không có đủ tư cách để làm việc ở Mỹ. Thì mình không biết họ đã nhận được bao nhiêu mà họ đã phải tạo ra bao nhiêu công việc làm cho Mỹ. Thì bây giờ trên miếng đất mà giá gần 10 triệu này, mình chỉ thấy họ đã kinh doanh là để mà dựa qua những con thú này, nhưng mà con thú thì hiện tại không có được hoạt động được. Mình không biết là họ nhận là theo cái để mà kêu gọi đầu tư qua cái EB-5 hay là họ chỉ là để nhận tiền vô rồi làm sạch tiền, chuyển cái nguồn tiền đó đi ra nước ngoài như Thụy Sĩ chẳng hạn, hay là họ chỉ nhận tiền, họ lược có cái tính cách như ban đầu họ nói là xây nhà, xây hạ tầng, mua đất rồi làm hạ tầng cơ sở rồi xây nhà phân lô, rồi những nhà đầu tư đó được ăn chia sau 2 năm. Mình cũng có cái gọi là pro forma của họ, thì họ sẽ cuối năm 2023 họ sẽ chia tiền này kia. Thì kế hoạch này, cái gọi là cái dự án này là đến hôm nay là vẫn chưa có gì liên quan tới cái chuyện xây nhà xây cửa thì mình đã nói rồi đó, thì mình có thể nói là zero cái phần mà ăn chia đó. Nếu mà họ chỉ có tính cách lừa gạt EB-5 á, chia chác rồi bỏ tiền túi riêng á, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả chỉ là những câu hỏi chỉ có thời gian mới trả lời được, bởi vì mình chỉ là cỡ ngựa xem hoa. Mình biết những gì mình chia sẻ với các bạn, những cái gì mình thấy từ cái những cái thông tin trên net, những cái thông tin mà bất cứ người nào cũng có thể xem được hết. Mình không có xài những cái thông tin bí ẩn hay là đời tư của người ta, tất cả đều là trên online, coi như là nó mọi người có thể nhìn vào được. Cái chuyện mở sở thú đó và các hoạt động kinh doanh khác, hoạt động khác nhằm mục đích kinh doanh thì nó bắt đầu từ lúc mà họ đã vừa mua miếng đất rồi rồi chuyển động vật về rồi thế chấp để lấy tiền ra. Như vậy cái dự án mà 500 trên cái đất mà 550 mẫu này để xây mà 1.500 căn nhà thì hoàn toàn là nói cho vui ngay từ lúc đầu. À, các bạn thấy rõ ràng không?
thôi mình chỉ nói chừng đó rồi các bạn thấy, bạn nếu mà bạn đầu tư với cái dự án xây căn nhà thì các bạn biết là bạn đã hố rồi, hoặc là bạn chỉ muốn rửa tiền, hoặc là bạn chỉ muốn đóng góp thêm cho Mỹ tiền vô đất Mỹ, nhưng mà cái tiền đó nó cũng không được vô cái chính phủ Mỹ, không được vô cho những người đóng thuế Mỹ, mà nó vô tiền túi riêng, thì các biết là bạn nó đã đi lệch đường rồi. Thì bây giờ cái chuyện đó là những câu hỏi vẫn chưa có chưa được xác minh rõ ràng, các bạn chỉ suy nghĩ thôi, tự bởi vì những người cưỡi ngựa xem hoa không có thể nào biết được bên trong nó như thế nào hết. Trở lại với cái đề tài những con thú bị cấm tham gia hoạt động. Đi đi thăm một cái safari á, đối với người Mỹ thì họ mình mở cái website này mình ra ra coi, thì mình xếp thử á, là mình chọn 10 cái best wildlife safari in the USA, tức là mình chọn cái 10 cái sở thú mà tốt nhất ở nước Mỹ, thì họ nói ra bạn có thể xem những con thú hoang dã trên khắp ở trên thế giới, mà mình chỉ lai ngồi trong xe rồi mình lái đi, mình dòm không cần phải đi ra nước ngoài, mình có thể xem những con thú ở châu Phi, những con thú ở coi như là trên toàn thế giới, bạn chỉ cần là ngồi trên xe là bạn thấy tất cả. Bây giờ á, cái điều đầu tiên mà họ muốn nhắc tới các bạn là các bạn phải chắc chắn rằng các bạn thăm những cái con thú đó từ cái gọi là cái này nói lên con thú đó là được gọi là đối xử, không phải là cư xử, mà được đối xử với cái lòng từ bi, coi như là và nó được chăm sóc tốt nhất, nó được nhận sự chăm sóc tốt nhất. Đối với người Mỹ cái điều đó quan trọng, cái tinh thần mà họ bảo vệ động vật, bảo vệ thú vật, bảo vệ tất cả những cái gì mà con người rồi tới động vật họ rất đều coi trọng. Thì mình xem thử qua những cái phản ảnh của những người khách trong những ngày đầu trước khi mà những con vật này bị cấm tham gia vào cái chương trình biểu diễn hoạt động của cái Safari Alpine, Angel Pies Safari này. Thì mình đến bây giờ mình vẫn chưa biết lý do là vì sao bị cấm. Mình nếu mà bị cấm á, là từ cái nguyên nhân nào, thì tất cả người ta đâu có nói, làm sao mình biết được. Thì mình xem thử những cái lời phản ảnh của những người đi là những khách đã từng tham quan cái Angel Pies Safari này. Thì cái cô này, cái anh chàng này gì đó, vào cái ngày 12 tháng 6 á, thì đánh giá chung á, ảnh có thể là khuyến khích, ảnh có thể là giới thiệu cho bạn bè đi thăm cái Angel Pies Safari, nhưng mà trong cái nội dung của ảnh nói, tức là rất là sự tế nhị, tuy là không hài lòng nhưng mà họ vẫn bấm vô cho là không phải là not recommend, mà họ là recommend, tức là họ có khuyến khích cho những người khác đi xem, bởi vì họ nghĩ rằng đây là những cái ngày đầu cũng gặp trở ngại, nhưng mà họ nói là họ thích ra, họ thử cái tới xem thử những cái con thú này như thế nào. Con cái của họ thì rất là vui, có nhiều cái trò chơi như ngoài cái thăm ở đó thì họ có cái ATV, khung cảnh thì đẹp, nhân viên phục vụ thì rất là thân thiện, nhưng mà họ không có thích là cái cách những cái nhân viên họ đối xử với những con ngựa, những con lừa, bởi vì mình người Việt Nam mình quen mà khi mà những con ngựa, những con lừa mà nó lì ra, nó không đi thì lấy tay hoặc lấy roi quất vô mông nó, trâu cày ngựa cấy ở Việt Nam mình á, ngựa cưỡi chứ, trâu cày ngựa cưỡi là thường thường là húc vô mông đánh nó là đẩy nó đi rồi này kia, nhưng mà đối với Mỹ là cái điều đó là không được, không có được chấp nhận, và nhất là cái người này họ nêu ra là con ngựa đó, con lừa đó nó phải coi như là nó kéo một cái xe thổ mộ gồm đầy người đủ thứ, mập ốm cao lùn chỉ đủ thứ size hết trơn á, đủ thứ cỡ hết á, mà dưới cái nắng của 100 độ, độ đây là độ F, tức là khoảng 37 38 độ C ở bên Việt Nam mình á, thì nóng như vậy mà cái con, những cái con này á, con ngựa con lừa này thì bị đánh quá mạnh đi, họ thấy cái điều đó là họ không có thích. Đây là ý kiến của một một người trong cái ngày 12 tháng 6, tức là sau một thời gian ngắn mà mở cửa.
Còn cái người thứ hai, cái hồi nãy tức là trên cái Facebook của cái trang mà Angel Bay Safari, còn đây là ở trên Angel Bay Safari của Facebook thì nó có cỡ hai mươi mấy cái lời nhận xét, thì trong đó tốt cũng có, xấu cũng có, thì mình chỉ chọn ra cái mà liên quan tới súc vật thì mình nói thôi, còn những cái tốt mà về cách phục vụ, về nhân viên đó thì nó không có liên quan tới súc vật cho nên mình không có nói. Còn trên trên Google nó có cỡ một trăm mấy có cái review, tức là review là ý kiến ý cò, thì mình chọn ra cũng liên quan tới súc vật. Thì trong cái liên quan tới súc vật thì có cái người này họ nói rằng quá sức tệ, kinh khủng, những con ngựa thì đối xử là coi như là rất là tệ. Có nhiều con là bị trầy xước tùm lum trên người. Những con ngựa mà khi không có cởi á, không mới được cho đi đi, đi cởi á, ngựa á, thì nó bị cột vô những cái gốc tre, không phải tự thấy chữ tre đọc ra tre, những gốc cây. Nó khỏi khi cột như vậy nó không có thể nào được ngồi, nó chỉ đứng im một chỗ thôi. Chúng tôi thấy những con cái chân của những con ngựa này á, nó rung lên, nó coi như là rất khó khăn để đứng. Thì nếu mà bạn khuyên những cái nhân viên ở đó, khi mà con ngựa mà không có cởi á, không có vào sinh hoạt á, thì nó khi hãy để cho nó được nghỉ nghỉ gần nghỉ xả hơi đi, thì cho nó ngồi xuống và cho nó uống nước, vì họ không có thấy nước gì khi mà ở chung quanh những con ngựa mày bị cột vô gai hết. Thì cái điều đó đã làm cho họ thấy cái chỗ này là kinh khủng quá. Họ yêu cầu là đối xử với những con vật của bạn á tốt hơn. Đó là cái lời khuyên của một người, họ không có là phê bình nặng gì hết, mà họ chỉ thấy yêu cầu á là con ngựa nên được cho uống nước khi mà nó không đi cởi cởi người ta, không thì cho nó được ngồi xuống. Đó là ý kiến của một người ở trên Google. Và tương tự như vậy, cái này ở trên Facebook thì cái cô này, cái ông bà này cũng nói là một cái kinh nghiệm mà kinh khủng nhất của họ trong đời họ luôn. Nói gì ghê quá vậy, mình nghĩ anh Mỹ là vậy đó, họ thấy mà đối xử với súc vật mà tệ một chút là coi như là có chuyện với họ. Thì con gái của họ thích cưỡi ngựa, chỉ có thích cái chừng đó là thôi, còn ra thì khi mà họ lái xe đi á, họ không có thấy cái trên đường đi, họ không có thấy cái con vật nào hết trơn á, chỉ là tốn xăng vô ích. Họ cảm ơn trời đất á là họ khỏi trả cái tiền mà đi vô cổng, chỉ có vậy thôi. Còn khi mà họ đậu xe lại á, họ bước ra khỏi xe thì họ thấy một cái con lừa bị cột quá chặt đến nỗi mà nó không có thở được, và trên mặt cái con lừa đó họ thấy thì mờ áo, mình không dám dịch chữ này ra, tùm lum trên mặt, cho nên họ không có giới thiệu cho bạn bè đến xem, họ đề đây họ không giới thiệu, mà trên đây á họ vẫn lịch sự chọn là recommend. Bạn thấy là cũng tốt hả? Thì cái nhân viên của và cái người mà coi cái Facebook đó đại diện cho Angel Pies Safari á, họ mới nói họ cảm ơn cái lời mà nhận xét phê bình như vậy. Họ hiểu là đây, bởi vì họ muốn giải thích là đây là bởi vì cái tuần cuối tuần đầu tiên mà họ đưa súc vật vô mà phục vụ á, thì họ cần có những cái mà để mà sửa chữa thêm này kia, nhưng mà họ hứa là họ sẽ coi như là tìm cách mà để làm tốt đẹp hơn, cải thiện tốt hơn. Rồi cách đây 3 ngày, tức là 3 ngày thì có người họ hỏi, người khách họ cũng muốn quan tâm, họ cũng muốn tới đây, bởi vì cái sở thú mà lái xe vô á nó cũng rất là hiếm, bởi vì nó tốn kém và nó họ có thể là họ có những cái giây phút họ thoải mái, họ ngồi trong xe, họ lái xe, họ dồn những cái con vật trên toàn thế giới rồi này kia, mặc dù ở cái farm này á thì chỉ có những con vật là bình thường thôi, chưa có những là hổ báo beo hùm rồi gì hết trơn á, nhưng mà họ vẫn muốn tới, thì họ quan tâm mà hỏi tới chưa. Thì cái người nhà đại diện nhân viên này nói ồ chưa chưa có. Mặc dù nó là cũng những cái con thú nó vẫn còn ở đó trong cái trang trại đó, nhưng mà họ không có thể đụng chạm tới nó được. Chờ cho đến hôm nay thì ngày 12 tháng 10 á, trên cái website của họ thì nó vẫn chưa available. Hình này á là cái hình mà ngày
17 tháng 4, tức là sau 2 tháng họ mua, 2 tháng rưỡi họ mua cái miếng đất đó, thì những cái con vật mà được lên biểu diễn ở cái farm 12305 Road đó thì đã được Vương Phạm di chuyển toàn bộ đàn thú nuôi về nhà mới 550 mẫu, chuẩn bị mở sở thú. Đây, hồi nãy mình đã nói qua đó, bây giờ thì các bạn xem hình đây á, là trong cái thời gian ở cái phút 25, thì cái hình này mình cắt ra ở phút 25 á, thì đang đẩy những cái con vật đó trên xe để chở về cái trang trại mới. Là cái mục đích đó là đã được có nằm trong cái hoạch định chương trình mở sở thú sau khi mua miếng đất, chẳng có liên quan gì tới cái vụ mà 1.500 mẫu. Bạn thấy Lân Trường, kỹ sư VC á, và Vương Phát và Nhi Lê đi kêu gọi đầu tư để xây dựng 1.500 cái căn nhà này. Kỹ sư Lân đó thì cầm giấy lộn cứ quơ tới quơ lui loài thiên hạ, thậm chí còn lập ra cái gọi là cái chiếc tính hả, rồi sẽ trả lại bao giờ trả lại, cái đầu tư tốn bao nhiêu, rồi tốn những cái từ từ miếng đất hoang lên miếng đất thổ cư để tốn bao nhiêu, họ có chương trình hết, nhưng mà đó chỉ trên giấy tờ, còn cái thực hiện cho tới hôm nay chỉ là một con số không. Còn nói đến cái hình này ghê quá, thì mình đẩy để qua để lát mình mới nói. Nói đến súc vật á thì mình phải nhắc đến chủ của nó. Chủ của nó bây giờ á thì đứng trên trên giấy tờ á thì cái người đại diện là Phát, mà những cái khách hàng đi xem cái safari đó, cái sở thú mà di chuyển ra đó, thì các bạn thấy á là có những, dĩ nhiên là có những cái tốt cái xấu, nhưng mà những cái đó đối với người Mỹ rất là hệ trọng, rất là quan trọng. Có thể đối với Việt Nam mình á, họ có thể họ nói ra như vậy rồi thôi, nhưng mà đối với người Mỹ họ thấy, có thể là họ chưa nói, họ không nói ra, họ không có, họ chỉ âm thầm họ đi báo cáo với những cơ quan về động vật có chức năng mà xử cái vụ này, là có thể là vì đó mà cái những cái chương trình này về liên quan tới súc vật đó chỉ có ngựa, hoặc là chỉ có những cái con mà con ngựa với ngựa non á, thì được tham gia, còn những cái chuyện khác á, thì không không được đưa vô. Thì có thể thôi, mình không biết, tại vì mình không biết, nhưng mà mình thấy ngạc nhiên tại sao Vương Phạm phải đi về Việt Nam, phải đi về Việt Nam để mà coi như là tới để mà giải cứu chó mèo. Cái mục đích đó, giờ giải cứu chó mèo rồi một cái một vụ, rồi còn đi xuống cái một cái nhà mà họ thương yêu súc vật gì đó, thì cái mục đích có phải là đơn thuần từ cái lòng thương yêu súc vật của đương sự hay không, hay là chỉ đóng phim? Những cái bạn ở YouTube Việt Nam thì rành hơn, cái bình luận này đã có bình luận rồi. Thì bây giờ mình nhìn đây là trong clip 7 được cả bầy heo rừng Vương Phạm nướng đãi khách ở trang trại ngày 23 tháng 3 này á, là một tháng sau khi mua, gần 2 tháng sau khi mua miếng đất này. Thì hình ảnh này mình đã che lại, chứ nhìn ở dưới này kinh khủng lắm, mình chỉ che lại có vợ của đương sự đứng đó. Là bạn thấy này á, hình ảnh này cái ông này cái mặt ổng là nhìn là kinh khủng rồi, mà người quay phim rồi chia sẻ lên Facebook, coi như đây là một cái niềm vui của họ, cái niềm vui của họ. Thì bạn có nghĩ rằng, bởi vì mình làm YouTube mình ở cấp ra mình chỉ cắt cái phần như là một miếng thịt thôi, chứ mình không có cho thấy cái khuôn mặt của con này, thì bạn thấy đó. Có thể là mà trước đó mình cũng có cái hình về cái con nai bị xử, cái con nai mà bị xử đó, nhưng mà mình không có đưa ra vì cái video mà về con nai á đã được giấu đi rồi, chắc cũng bị phản kháng, phản ảnh của cái những cái người mà khán thính giả đó thì họ đã dẹp đi rồi. Thì còn cái clip mà chó sói đầu đàn gặp Vương Phạm với bác thợ săn này ở đăng ngày 17 tháng 6 năm 2022 thì cũng mới đây hả. Vậy thì trong này á, cái video này là trước đó có những cái video mà nói rằng cái bầy sói này á, nó phá dữ lắm, nó ăn thịt những con hươu con nai rồi gì đó, thành ra cái đương sự này mới là đi muốn diệt nó, muốn diệt cả hang ổ nó, đào mua đem máy tới để đào hang để diệt tận ổ cái những con này nha. Thì diệt không được cho nên mới thuê cái thợ săn, cái ông thợ săn đã tới.
để ổng diệt. Thì khi mà bắn cái mà việc này á, họ có quay cái cảnh con này bị bắn bay lên rồi này kia kinh khủng lắm. Còn đây là cái hình mình cắt ra là khi cái đương sự này á, đang kéo xác của con này lê lết ở dưới cái bãi cỏ á. Cái mặt thì cười, bạn thấy vậy đó. Thì bạn nghĩ đây là một người có lòng từ bi với súc vật hay không? Cái con chó sói này thực ra nó không phải là cái chó sói rừng. Chó sói mà wolf á, nó không phải, nó là cái loại chó sói này là gọi là chó sói cỏ hả? Chó sói cỏ là gọi là coyote á. Thì nếu mà chó sói rừng á thì bạn không được phép tiêu diệt nó bất cứ hình thức nào. Chỉ có vài tiểu bang, hai ba tiểu bang về Wyoming hay là những cái tiểu bang mà thuộc ở trên phía Bắc á thì mới được đụng chạm tới con này. Nhưng mà cái con mà con chó sói mà chó sói cỏ này á, coyote này á, thì bạn có thể săn nó. Nhưng mà mình có thể săn nó, nhưng mà ở cái thái độ độ như thế nào tận dòm đó, thì bạn nghĩ cái người này có phải là một người phải bỏ công đi về Việt Nam mà để giải cứu những cái con chó trên đường đi tới lò mổ để đem về nuôi, bỏ tiền ra đem về nuôi hay không? Theo mình á, thì để mình đọc tiếp coi tiếp cái phần đây là một cái clip còn đang đăng đó. Thì Vương Phạm bất ngờ trước hoàn cảnh đặc biệt của những chú chó mèo ở trạm cứu hộ đầy tình thương. Đây, đăng cái ngày 26 tháng 9, tức là cũng mới đây thôi. Đây là đi xuống tận những cái nhà, đây là những người làm việc này. Thì mình không có ý kiến về cái người làm mà săn những con chó mèo đây. Cái chuyện trạm cứu hộ này á, nó chỉ là vá víu một cái hồ mà giống như là có sức chứa quá lớn mà vá víu những cái lỗ mà nó sắp nứt ra như vậy á. Mình thấy cái điều này không có ý kiến luôn. Còn đây á là một cái clip Vương Phạm giải cứu những chú chờ hó trên đường đi đến lò mổ. Thì anh này á, trả ngay cho là 5 triệu mà nói không có tiền mặt ở đây thì về chuyển khoản, nhưng mà về nhà thì xin tiền mẹ để mà giải cứu những con chó. Xin tiền mẹ thì mẹ cũng nhà có tiền mặt sẵn là 5 triệu, rút cái rạc ra đưa cho thằng con để mà hoàn xong cái tính cách lương thiện của coi như là tự lòng từ bi của anh chàng này. Thì cũng có vài video ở bên Việt Nam họ rành hơn về cái những cái chuyện mà tại vì ở Mỹ này á mà chuyện ăn thịt chó thì thiệt không có. Nhưng mà ở Việt Nam chuyện ăn thịt chó mà để giải cứu những con chó mà đi đến đường mà đi ăn thịt chó này á thì nó lạ với người ta, thì người ta có những cái nhận xét chính xác hơn. Thì có những cái video đó đã làm rồi thì mình không cần nhắc, nhưng mà bản thân mình á chỉ đưa ra những cái hình ảnh này để nói rằng giữa hai cái con người, giữa hai cái biểu biểu diễn của con người, hai cái mình thấy á, một á là kéo lê của những con chó, cái xác của con chó sói cỏ đó, rồi bắn giết nai, rồi mổ xẻ những cái thân của những con heo rừng như vậy mờ áo tùm lum. Thì với lại những cái việc này á, nó không có đưa không có cái điểm chung nào hết á, không có điểm chung của lòng từ bi giữa cái diễn với lại cái thật hết. Nó không có, tại vì cái diễn đôi khi cũng là thật mà cái thật cũng đôi khi là diễn, nhưng mà mình thấy giữa hai cái này không có cái điểm chung nó lên cái lòng từ bi nào hết trơn á. Mình muốn nói đến là về cái những con vật không được đưa vào cái chương trình mà hoạt động của cái Angel Pies Safari đó. Thì cái nghi vấn mình đặt ra có thể là có gặp trở ngại với cái cách do cái cách đối xử đối với những con vật đó mà đã được những khán thính giả, những cái người mà khách hàng đó họ báo cáo về với cái những cơ quan mà bảo vệ động vật á, thì như thế nào đó thì mình không biết. Mình chỉ xét về cái nhận xét của mình về cái tính cách của người chủ. Và trong khi chờ đợi câu trả lời, có thể là sau này họ khám xét, họ thấy cái này họ họ đã coi như là hoàn chỉnh sửa đổi lại cho nước chăm sóc tốt hơn thì họ sẽ cho phép được hoạt động tiếp tục. Như thế nào thì mình không biết, nhưng mà với cái tư cách của một cái người xem hay là và các bạn với tư cách của một người mà đầu tư thì các bạn nhìn nó như thế nào? Mình là với người xem thì mình thấy cái chuyện mà sau này có đưa vô hoạt động hay không là do cái sự tồn tại của cái công ty họ họ phải làm như vậy.
Còn về cái nhà đầu tư thì họ không ảnh hưởng gì tới cái chuyện mà tiền bạc của họ, thì chắc họ cũng đâu cần lên tiếng. Bởi vì như mình nói hồi nãy á, thì cái chuyện mà người ta, chuyện mà mua cái miếng đất đó 9 triệu 6 như vậy á, thì có thể là người ta muốn tạo trực tiếp tạo ra 10 cái, mỗi cái visa của một EB5 á, thì tạo ra 10 cái công việc làm ăn. Thì họ làm đúng thì ok, đâu có gì mà họ phải quan tâm. Nhưng mà trong một cái mình chia sẻ, bạn có hai cái video, có hai cái bài báo, mình chỉ lướt qua thôi, mình nói ra đây là mình chỉ lướt qua thôi. Cái thứ nhất á là họ nói về cái chuyện ba cái nhà phát triển này cũng ở ngay tại Houston. Thì cái ba nhà phát triển này á, họ cũng là kêu gọi đầu tư từ 90 người Trung Quốc để mà đi tìm cái visa EB5, thị thực EB5 đó. Thì cái số tiền đầu tư là 49 triệu rưỡi, 49 triệu rưỡi, nhưng mà họ chỉ xả họ lấy ra 20 triệu rưỡi này để họ làm cái những cái mà dự án không có liên quan gì tới cái dự án mà tạo 10 công việc làm cho mỗi EB5 đó. Và được cái gọi là Security and Exchange Commission này họ phát hiện ra, không biết họ tự phát hiện ra hay là có ai báo cáo. Đại khái mình không có nói kỹ về cái điều này, mình chỉ nói sơ qua vậy thôi. Thì họ đã bắt cái người chủ mưu đó phải trả lại cái số tiền 49 triệu rưỡi này cộng thêm với 1 triệu mốt 44.135 đồng cái tiền lãi cho các nhà đầu tư, và họ phải trả thêm tiền phạt là 800 ngàn. Ít quá hả, phải trả là mình trả vài chục 20 triệu này cho nó đáng đời nó. Nhưng mà có thể là đây là chưa có nguy hại nghiêm trọng gì, thành ra cái số tiền phạt phải này kia không có thấy nói gì về cái tù án tù hay là cái gì hết. Qua đây mình muốn nói với các bạn, nếu mà các bạn ai mà đầu tư, tại vì có thể ra đầu tư mà thực sự để mình lấy cái EB5 của mình, chẳng có cái gì là sai trái. Nếu đồng tiền của mình đó mình ra mình đầu tư để mình qua nước Mỹ mình tạo công ăn việc làm nước Mỹ thì ok. Như mình nói hồi nãy á, thì các bạn nếu mà thấy sai trái á, các bạn có thể nhờ cơ quan chính phủ gọi như bên Việt Nam mà gọi là tham gia vào cục vậy đó. Thì cái Security and Exchange Commission này họ sẽ gọi là viết tắt là SEC này á, họ sẽ điều tra và sẽ trả giúp bạn lấy lại cái số tiền đã được. Rồi cái vụ án thứ hai á cũng liên quan tới EB5 này, nhưng mà cái người chủ mưu này là một luật sư cùng với cha của cô ta thì mở ra những cái công ty cũng lấy khoảng là 50 triệu đô của những người mà Trung Quốc. Rồi đây á thì nó liên họ không có xây cái dự án của họ, không có đào tạo, không có cho công ăn việc làm gì hết trơn á, mà họ đã bỏ túi riêng mục đích của họ. Họ lấy tiền đó xong rồi họ chuyển đi nước khác, chuyển đi nước ngoài. Rồi đó là cái mục đích rửa tiền thôi. Thì cái tầm nguy hại, mình có thể mình sẽ làm một clip rõ ràng về chi tiết cái chuyện này, nhưng mà bây giờ mình chỉ nói ra. Thì cái tầm nguy hại này á, tại vì mình thấy nó cũng hơi giống cái bên cái Vương Phát kia, là có thể là chuyển tiền ra nước ngoài, còn cái chuyện mà xây dựng dự án mà tạo công ăn việc làm ở Mỹ hay giữ là nhập tiền vô Mỹ là cái chuyện là chuyện khác. Thì ở đây á, cái cô này á có bị là tối đa có thể bị là 45 năm tù. Ở Federal Prison này là 45 năm tù. Cái chứ còn cái chuyện trả tiền lại thì mình không có thấy nhắc, hay là những người này họ đã có thẻ xanh, những người nhà đầu tư họ có thẻ xanh rồi hay là cái gì á thì không có nhắc cái vụ trả tiền lại. Nhưng mà những cái địa ốc của cô này sắm lấy tiền từ đó thì bị thu hồi hết. Mình nói câu chuyện này ra là để các bạn thấy những cái việc làm này á, họ đã bắt đầu từ 2008 cho tới 2017 nó bị phát hiện ra hay làm này kia, cần có thời gian. Những cái việc làm sai trái không phải là ngày một ngày hai là các bạn thấy được hậu quả. Có nhiều người khi mình nói ra mình thấy sai mình nói, có nhiều người vô hù dọa mình nói nếu mà làm sai tại sao là chính quyền Mỹ họ không có can thiệp. Chưa đó các bạn hãy chờ đó, thời gian sẽ trả lời. Thì mình trở lại với cái chuyện phát bồi với lại cái Angel Pies Safari đó và những cái nhân vật liên quan.
Thì trong một cái clip mới đây của một cái channel tên là Bốc Đồng, thì trong đó có một cái nhân viên media của họ là giả giọng để mà coi như là giả giọng để mà, nhưng mà mình nghe các bạn không cần software, không cần để mà compare so sánh giữa cái giọng nói của cái tên này với lại một cái tên mà đã vặn tiếng này thì bạn cũng tìm ra được à, là một. Thì với một cái người nữa là chính là cái quân sư của Phát đó, thì mới lên hăm dọa, mới nói cái thách thức, cái giọng thách thức là nó tao làm hàng chục cái EP3, EP5, tụi bay có làm được gì, tao ngon ấy làm gì được, tao tao làm như vậy đó. Vương Phạm thì nó chỉ làm được có vài cái trường hợp thôi, thì mình đâu có biết Vương Phạm làm như thế nào, mình chỉ thấy cái nào, ví dụ như bây giờ hôm nay á thì mình làm cái video này thì mình thấy là tại sao một cái safari á mà những con thú á thì không được tham gia hoạt động vì lý do gì? Có phải là vì những cái hành động ngược đãi đối với súc vật mà chính những người Mỹ, những người tham quan đó họ thấy sai, họ đã báo cáo, hay là mà có thể là vì đó mà Vương Phạm phải tức tốc từ bên Mỹ về để mà không cần lấy lại hình tượng của những người bên bên Mỹ này, bởi vì những người bên Mỹ này họ không có đầu tư, không cần có những cái nhận định của những người bên Việt Nam đó, thì mới về Việt Nam mới cần là để mà chỉnh trang lại cái hình ảnh của một người biết yêu thương động vật, biết từ bi hỷ xả đồ này kia. Thì cái chuyện đó là có cái liên quan hay không, mình chỉ đưa ra để các bạn nhận xét thôi, chứ mình á thì mình đâu có làm sao mình biết được, mình cũng không biết được là ai là đầu tư EB5 hay là rửa tiền hay là cái gì, mình đâu có biết. Thì mình nói riêng với cái tên mà tên quân sư đó ở trong mà cái video của Bốc Đồng đó, thì nếu mà các bạn làm đúng quy định của chính phủ Hoa Kỳ, đem tiền vô nước Mỹ, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, chẳng có ai làm gì được bạn. Chúng tôi, các bạn, mọi người đều phải hoan nghênh các bạn là điều khác. Đâu có cần mà người ta chỉ đưa ra những cái việc làm sai trái, chứ còn nếu bạn làm đúng thì người ta nói mà, nếu mình làm đúng, mình chấp họ đi. Bây giờ để thời gian trả lời, bạn khỏi cần mà phải mở những cái channel ra mà để mà giả giọng hay là này kia để bôi bác người khác. Còn tôi nói riêng với một cái channel khác gọi là người bí ẩn, người bí mật gì đó, là tôi chắc đây là cái người niềng răng, cái tên niềng răng á, nó, tôi cảm ơn nó là nó đã liên tục nhắc tới cái tên của tôi, bởi vì cái kênh của tôi á, cái channel của tôi á, nó rất là nhỏ, chẳng có ai biết tới, tôi bỏ thời gian tôi đi làm việc để mà đưa tiếng nói của mình, để tiếng nói tìm sự hiểu sự thật của mình để đến cho mọi người, nhưng mà kênh còn nhỏ quá. Thì nhờ cái người này với cái quảng cáo giùm thì tôi cảm ơn ảnh. Tôi mong rằng cái sự thật sẽ đến với nhiều người hơn. Nhưng mà hình như bữa nay tôi dòm lại thì không có thấy còn cái channel đó nữa. Không biết nó tạm ẩn đi hay là tôi tìm, tôi quên mất cái tên của nó, người bí ẩn hay là bí mật gì đó. Thôi, mình trở lại với cái miếng đất là 550 mẫu đó. Vì cái đất đó đã thế chấp cho nên mọi cái tình trạng liên quan tới tài chánh, thuê mướn hay là làm ăn gì á thì đều phải báo cáo tới chủ nợ, tức là capital from credit đó. Thì nhìn sơ cá nhân mình á, một người cũng không có chuyên môn gì về bên cái tài chánh đầu tư bất động sản gì á, thì mình thấy á, rất là tốn kém quá nhiều, nhưng mà thu nhập thì chẳng bao nhiêu. Nếu như vậy á, nếu tiếp tục tình trạng như vậy, kinh doanh nó sẽ bị lỗ và sẽ bị sạt nghiệp, thì nhất định nó sẽ không hoàn thành được cái tạo công ăn việc làm cho những cái nhà đầu tư mà họ cần tạo những công ăn việc làm đó cho những người Mỹ. Thì mình không có biết cái EB-5 khi mà nó bị bán rắp á, cái công ty của nó bị bán rắp á, thì nó có bị từ chối hay không, hay là nó đậu qua được 2 năm. Nếu mà nó đậu được qua 2 năm á thì không có ảnh hưởng gì, mà sợ nó không trụ được 2 năm á, và cái số tiền đầu tư của nó, họ họ được có thu hồi được hay không. Cho đến hôm nay á thì tất cả đều là những câu hỏi thôi, mình biết tới đâu thì mình chia sẻ tới đó. Nếu mà quý vị nào mà hiểu hơn, biết hơn thì xin góp ý kiến ở phần bình luận. Nếu mình á, bản thân mình thấy cái gì mà sai sai từ các clip mà phát upload lên á thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn kèm theo những cái tin tức mà mình thu nhặt được. Nếu mà các bạn thấy hữu ích á, thì xin bấm like giùm, bởi vì bọn chúng rất là đông. Những cái kênh của chúng là toàn hàng triệu view, hàng triệu sub, thì nó sẽ dùng cái chiến dịch mà lấy thịt đè người á,
thì cái kênh của mình sẽ bị rớt xuống, tiếng nói của mình sẽ không có đến tai được của những người nghe. Thôi, cái video của mình tới đây là tạm dừng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.